Con không hiểu nổi ba luôn á. Sao ba có thể lấy con gái của mình ra làm công cụ kiếm tiền vậy hả? Cái chính là ba thấy cậu Huy đây nè là người tốt. Ba đừng có nói nữa được không? Ba càng nói con càng không thích ba đó. Ơi. Cái gì? Bèo này tuy là con gái nhưng không có tùy tiện nằm chung với trai như vậy. Không được. Rồi, đi sao? Về. Đi về phòng. Đi. Đi về phòng em. Đi về phòng. Đi. Ôi, người ta chồng cái hưởng quà. Mình chồng cái hưởng rễ mới nghe chứ. Bởi có phước từ đầu đến cuối chỗ nào cũng lụm. Cái gì mà vô đây? Đừng vô số anh nữa nha. Ủa sao em ngồi đây vậy? Đừng vô số anh nữa ra. Anh lấy cái này rồi coi. Trời, về ra có khác em. Ủa chú, chú làm gì chú? Chú đang rình nhẹ nhàng. Anh gì? Rình không? Rình gì? Chú nhường cái lỗ, cái lỗ này nè, nó nghe rõ lắm. Vậy đấy. Cởi đồ ra là hiểu lầm hết. Đúng, nằm đây. Đây, cởi luôn. Bậy. Cắn cầu rồi thằng ơi. Cắn cầu rồi, dính lưới rồi. Ngủ. Nó ngủ à? Trời, đúng rồi. Thiệt luôn hả chú? Chú muốn Huy với con gái chú á, nó thâm sự với nhau. Sống thử nhau xong nó thành vợ chồng với nhau. Anh Huy, như Bèo La đang trong này. Đàn ba đàn ả chồng á. Hai. Lên. Không nhẹ nữa. Có. Hai. Lên. Lên. Vô luôn. Vô. Ngồi luôn. Lên. Hơi đau. Lên. Sao rất nhạt rồi. Anh Dính. Bella, hai đứa con không có. Con không hiểu nổi ba luôn á. Sao ba có thể lấy con gái của mình ra làm công cụ kiếm tiền vậy hả? Cái chính là ba thấy cậu Huy đây nè là người tốt. Ba đừng có nói nữa được không? Ba càng nói con càng không thích ba đó. Đúng rồi đó, chứ vô mắc cười không? Chứ nói kiểu đó khác nào á. Trong nhà này đàn ông có mình Huy tốt à. Con bỏ đâu chú? Ý là trong gia đình này có ba người đàn ông mà. Ngoài anh Huy tốt thì tôi với lại Sang cũng người tốt chứ bộ. Thôi, ba làm cha mà không chọn, ba biết lỗi của ba rồi. Ba thề với cục vàng là từ đây về sau ba không bao giờ dám bén mảng trước mặt con gái nữa. Thôi, tạm biệt. Chú, nhậu chú. Hả? Thôi. Nhậu kìa. Rượu đế đó, uống đi. Không. Ba. Biết rồi. Tha thứ được thì hãy tha thứ. Ba xin lỗi các con. Anh không nghĩ là ba nhớ chuyện như vậy. Em còn giận ba không? Giận một người mình chưa gặp làm sao có thể. Sao mẹ của anh lại khác mẹ của em? Anh hai trả lời đi. Bé Xu là con nít đó. Anh đừng có nuôi lớn một đứa trẻ bằng những cái sự lừa dối nha. Nhớ trả lời thiệt á. Chuyện là vậy nè. Hồi đó ba của mình cưới mẹ anh. Sau rồi đó có anh nè, có anh Vinh, có Sang. Sau rồi ba không ở với tụi anh nữa. Ba đi cưới mẹ em.
nên là ba mẹ anh ly hôn. Sư thương, anh Huy đừng có khóc nữa. Nhưng mà ly hôn là gì vậy anh Huy? Bây giờ anh có giải thích thì Su không có hiểu đâu. Thôi, nghe mốt Su lớn lên rồi anh Huy kể với Su nghe nha. Dạ. Bé Su là một phần của gia đình mình. Mình sẽ không để cho ai có quyền mang bé Su rời khỏi gia đình mình. Nếu em muốn gọi á thì cứ gọi đi. Có nên không? Nhiều lúc mình chưa có hiểu rõ cái nguyên nhân sự việc ở bên trong, cho nên là mình quyết định hận ngay đó, nó cũng hơi vội vàng. Nhất là đối với người sinh ra mình nữa, cho nên là mình phải tìm hiểu thật kỹ. Với lại đôi khi chắc chắn là người ta cũng phải có cái điểm tốt gì đó để cho mình thông cảm, mình chấp nhận được. Chắc ba em cũng có điểm tốt mà đúng không? Hồi lúc dưới quê á, khi mà còn nhỏ, hai chị em tôi mà bị ăn hiếp là ba tôi ra mặt binh liền luôn á. Xong rồi hăm dọa mấy người đó một trận, là từ đó về sau chị em tôi không bao giờ bị người ta ăn hiếp nữa. Cái gì cũng được mà. Ba của cô á tuy là đam mê cờ bạc nhưng biết chăm sóc yêu thương con cái, vậy tốt rồi, chấp nhận được. Công nhận ha. Người ta nói á, chỉ cần vài phút thôi là con người ta có thể trưởng thành được. Đúng là như vậy luôn á. Chỉ mới có vài phút mà anh trưởng thành thấy rõ luôn á. Cảm ơn nha.